chưa? Rồi, về nói đầu tiên cho bài gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người trên đêm trăng sáng và bé ba vlog của mọi người nha. Hôm nay lại là bé ba đến một chỗ bán của ngày hồi năm trước, ba cũng như là lại thăm chị hai cũng như là tình hình hỏi cho chị hai buôn bán như thế nào cho mọi người. Thì trong cái bé ba vlog của ba chưa có mic nên là âm thanh nó sẽ hơi nhỏ nên mọi người thông cảm bỏ qua và nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho ba nha. Và đây mọi người rất là dễ nha, mình vào quẹo vô phố Ánh Thực Vĩnh Khánh. Đây thấy cái tay mấy bạn là mọi người. Rồi mọi người vẹo vào, mọi người nhìn bên tay trái là thấy quán mấy hai mấy ba liền nha mọi người. Đây các bạn đây nha mọi người nha. Có số điện thoại của chị hai cũng như là bán hiệu đây nha mọi người. Đây bán hiệu và số điện thoại. Bán hiệu số điện thoại cũng như là menu của chị hai nha mọi người nha. Đây là không gian Giáng sinh của chị hai. Đây đó. Đây là mùa Giáng sinh của chị hai. Chị hai đã trang trí cứ là hoành tráng luôn đó, với ba như vậy là quá đẹp quá tuyệt vời rồi mọi người. Thì bây giờ mời mọi người vào quầy của chị hai cũng như là hỏi thăm chị hai sức khỏe và buôn bán cái tình hình mùa Noel cũng như là sắp tới và Tết Tây chúng ta như thế nào nha. Rồi hello bà chủ nha. Hello bồng không à, bé ba vlog. Trời, bà vlog kìa nè, bé ba vlog nè, chị ghét dưới trời đó bà chủ, phải không mọi người? Thật sự là tính của chị hai và bé ba á cà khịa như vậy, nói chuyện vậy đó, chứ phải tính của ba là nói chuyện chọc lóc hay là nói chuyện ngang tràng gì đâu. Tính ba là vậy đó, bao bao cục cụm xưa bị thế giếng rửa trách đã, hiểu không? Cái tính ba vậy á, chứ chờ thử đưa tìm điểm coi không sót một tờ. Đây làm gì đó hai? Menu luôn hả bộ? Nếu tính tiền luôn kìa, thấy ghét quá hai, ta bo hết luôn á. Đâu có cái máy tính tiền đâu, có máy tính tiền đâu, máy tính tiền rồi. Ghét vậy trời, nhiều tính bill à. Giờ mấy bill rồi? Mấy bill rồi, để coi thử cho hôm nay được bao nhiêu đơn rồi. À, có đơn có hiện ra luôn hả? Ôi cái ghét quá mọi người ơi, 40 mấy triệu. 8 bill rồi đó mọi người, 8 đơn. À, những cái bạn nó chưa tính không chị? Chưa, từ bây giờ chưa làm gì không? Chị làm một món hai món cho bé ba vlog mà đi ăn sáng của chị hai ơi. Nè cho ăn miếng muối trước nè, chị đợi chị. Muối đợi trước đi. Chị vô chào mọi người kìa. Bây giờ nó khi cái bé hai cứ là chào tất cả anh chị bạn bè cần xa với chị luôn YouTube đồng hành trên kênh Tim Trang 65 và bé ba vlog cả nhà nha. Và ngày hôm nay là cũng là ngày 6 tây tháng 12 thì chỉ vỏn vẹn nữa thôi là 19 ngày nữa là tới Noel và con. Và còn thêm 25 ngày nữa thôi là sẽ tới chuyển bước thêm mùa năm mới rồi. Thì bé hai cũng không quên cái lời chúc tất cả anh chị bạn bè gần xa với anh chị luôn YouTube đồng hành trên hai kênh một lời chúc an lành hạnh phúc nhất cho cả nhà nha. Và cả nhà ơi hãy nhớ bên bé hai lúc nào cũng luôn YouTube chúc cho mọi người nha, khách to đó. Thì cả nhà ơi, cả nhà hãy nhớ vào ngày 24 tháng 12 và ngày 31 tháng 12 là hai ngày bên bé hai có chương trình là chi ơn khách hàng sổ số lô tô không bán vé không phụ thu sẽ tặng những phần quà giá trị rất là đặc biệt. Ví dụ là ngày 24 tháng 12 giải đặc biệt là $100, giải thứ hai là một chai nước hoa, và giải thứ ba là nước yến và những giải khuyến khích là cuốn nhòi bông nhé nha. Là ngày 24 tháng 12 bên bé hai sẽ tổ chức gọi là chương trình tri ân. Còn giải thưởng của ngày 31 thì bé hai chưa thông báo được vì lý do đang cũng như tại chợ. Ủa hai ơi, mấy giờ tới mấy giờ ngay? Bé hai bán từ lúc 3 giờ chiều cho tới tuần khuya, khi nào hết ốc thì thôi. Thì ngày Noel thì mọi người muốn mà đến bé hai ủng hộ, đến vui chơi thì mọi người liên hệ sớm, đặt chỗ sớm, tại vì ngày Noel bé hai sợ sẽ là đông khách và không còn chỗ ngồi, nên mọi người kịp tới. Mọi người liên hệ bé hai số điện thoại là 0937 478033 để mọi người đặt chỗ trước cái nhà bao nhiêu chỗ thì nói là bé hai ơi hôm đó anh hoặc chị đến tới 5 chỗ 3 chỗ 2 chỗ thì bé hai sắp xếp. Và ngày hôm đó cái quầy ốc bé hai xin phép là dọn đồ cho quý luôn để khu này là trống hết cho phục vụ mọi người đó. Như vậy là cứ là bự nha mọi người nha, cứ là lớn luôn nên mọi người yên tâm và đến nha. Hiện tại là tiệm bé hai tới ngày Noel là sẽ là 3 mặt tiệm, 3 tiệm luôn, 1 2 3 ba luôn hả? Ba tiệm luôn. À dạ, để em này luôn là 4 chỗ. Rồi, để em quay cũng giờ. Là sẽ có sân khấu từ 4 chỗ luôn cả nhà. Ủa mà hay cho áo nhân viên luôn hả? Thấy ghét quá vậy. Mấy áo
áo che máu coi nha, phụ bán chị coi. Má ơi, lên làm xe đi má ơi. Trời ơi, có chế biến gì dai không? Dạ, tặng em dĩa đi. Dĩa ốc phở đi. Ba lấy gì ốc phở cho con đi. Tặng áo con bán. Con bán tặng cái gì? Dạ bán nhiêu tôi mua. 80 tôi đưa 20. Rồi được rồi, ba đây là làm ốc phở xào xào tỏi cho em đi. Để làm mà em quay rồi em clip coi. Đây mọi người ơi, xin không bây giờ ốc mỡ nấu với nước lè qua lửa này đi. Sao ơi. Hành cái bên đó chống hả? Đây giờ chị Hai sẽ làm một món ốc mỡ xào bơ tỏi nha mọi người nha. Dạ, ngày hôm nay bé Hai là đứng biết từ chiều giờ nha. Bây giờ đậu khách vô, khách vô. Hai người. Hai người. Đó, bây giờ xin mọi người bầu chị Hai chế biến nha. Anh qua đây nè anh. Cho mấy cậu muốn luôn nha. Đây là khu chế biến của chị Hai cho mọi người. Ốc mỡ xào bơ tỏi cực kỳ ngon đó. Menu đâu Hai? Đây là menu của chị Hai nha mọi người. Rồi bé ba vlog ơi, đây là quán của chị Hai nha. Đây là menu của chị Hai nha mọi người. Đó. Xin hỏi của chị Hai nha mọi người. Đây là menu của chị Hai nha. Mọi người đừng quên đăng ký và like và chia sẻ cho ba và nhớ xem ủng hộ với ba nha mọi người. Đây là menu của quán chị Hai nha mọi người. Rồi. Cái mướn đó là của ai vậy? Bảo em. Nước đồ uống bạc có dẹp không có ai sẽ để với bạc đó đâu. Bởi vì không muốn cho em hả? Bởi nhìn đẹp quá mọi người ơi. Thì đốt sợ rồi. Đó, xuất sắc. Này không có ai muốn đúng không Hai? Nhưng mà mình yêu cầu là có phải không Hai? Yêu cầu là có ra muốn đúng không? Yêu cầu là có ra muốn nha mọi người nha. Tại bây giờ đang cầu muốn á. Cầu mì cũng được nha. Hợp quá. Đó. Bỏ hợp đi, bỏ hợp cho em đi. Cũng như là chị Hai đã nói là ngày 24 đây phải không Hai? Ngày 24 đây là chị Hai sẽ full 3 chỗ này luôn nha mọi người. Là bên đây luôn đó nha, là vậy là bự lắm đó. Nên là mọi người cứ đến sớm để kiếm một chỗ ngồi thích hợp, cũng như là thưởng thức âm nhạc, cũng như là những món quà của chị Hai đã tặng nha mọi người nha. Cũng đừng quên đăng ký và like và chia sẻ cho ba nha mọi người. Đây là những món ốc của chị Hai nha mọi người nha. Thì menu của bé ba cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi đó. Giờ bán là 3 giờ đến tận khuya nha mọi người nha. Mọi người mọi thông tin liên lạc mọi người đến 374 Bình Khánh, cũng như số điện thoại và Zalo của chị Hai và ủng hộ chị Hai. Và cũng đừng quên ủng hộ, đăng ký và like và chia sẻ cho bé ba kênh bé ba vlog. Địa chỉ của bán là phường 3 quận 11 đường kênh Tương Hóa Đầm Sen qua phố ẩm thực Đầm Sen, sau lưng Đầm Sen nước nha mọi người nha. Mọi thông tin liên lạc mọi người gọi cho bé ba nha mọi người. 0932 792 090. Số Zalo cho mọi người rồi. Hai chốt đi Hai ơi. Đây chị Hai đang bận trả lời với khách đó mọi người thông cảm nha. Rồi và lời nói cuối cùng thì bé Hai xin cảm ơn tất cả anh chị bạn bè gần xa, chị luôn theo đồng hành trên hai kênh nha. Cả nhà ơi cùng ủng hộ bé Hai, bé ba, bé Hai thì ở đây bé ba Đầm Sen. Để thí dụ quý vị mà đang ốc thì ghé ủng hộ bé Hai, xong nghe thì lên ủng hộ bé ba cái nhà nha. Hai chị em lúc nào cũng luôn đồng hành trên hai kênh. Nhảy là tăng đó. Đau em ơi. Rồi cuối clip bé ba và chị bé Hai xin chào tất cả mọi người nha.